Ta nói streamer có người sầu bi mà có người thì nhây hết chỗ nói. Ông Thế Anh 96 này cũng vậy nè. Hôm nay thì mình làm một sự kiện ra mắt sản phẩm chuột LG Hub Ace MLab Edition và bàn phím LG Azov cùng Asus. Tình cờ có mời được ông Thế Anh streamer nổi như cồn trong cộng đồng Valorant đến chơi. Sự vụ là các bạn cũng thấy là anh em rất là nóng lòng được solo với ổng. Nhìn xem số lượng người giơ tay còn nhiều hơn số người bị bẩn tay ở trong đám đông cơ mà. Và thế là cuộc đua đã chính thức bắt đầu. Nhưng mà trước khi đó thì mình cho anh em làm nóng trước với bộ môn MLab để chọn ra mấy ông cao điểm nhất. Và thế là boom, xuất hiện vài gương mặt vàng trong làng bắn game. Có người thì thi đấu chuyên nghiệp rồi, có người thì chưa từng chơi qua MLab bao giờ, nhưng vẫn ăn được giải top thí sinh MLab cao điểm nhất với rất là nhiều bình nước đẹp ở đây. Vậy là tôi đã ra quyết định mấy ông này bắt buộc phải solo với Thế Anh 96 để cậu streamer yêu quý của chúng ta mỏi tay và solo thua tôi. Đúng như dự đoán, các kèo diễn ra rất là căng cực và tôi đã mừng thầm vì các bạn thi đấu quá là tốt đi. Cậu streamer yêu quý của chúng ta hết bị bẻ mặt vì bị hạ gục, đến khi mệt mỏi khi bị ăn hành. Làm sao mà không AK cho được, mà nhắc đến AK là sẽ phải mất bình tĩnh. Mà nhắc đến bình tĩnh thì chắc chắn sẽ là phải thua tôi thôi. Nhưng mà quái lạ nha, nhưng mà tôi vẫn thua được. Dù tôi đã dẫn trước 3 mạng. Thế là thế quái nào nhỉ? Ủa gì vậy? À chà, thì ra là tôi bị đĩa map các bạn. Tôi có nói điều đâu, đây này, bằng chứng đây nè, các ông xem đi. Ê, làm trọng tài cho tôi phát nha. Ê, đây, thấy chưa, đó. Ngước sang tích bên kia cơ mà. Ê, thế là tôi thua thôi. Rõ ràng là không khí ngày hôm nay rất là vui và chúng ta đã tìm được những bạn chiến thắng bằng solo ngạt thở với Thế Anh 96. Mọi người đều cùng nâng cúp với nhau và tuyệt vời làm sao ấy nhỉ. Vậy là quá vui rồi. Thế là hẹn gặp các bạn trong các sự kiện mới tiếp theo nha.